Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Thầy, cho con xin hỏi một câu, đó là Thầy có dạy rằng là an trú trong hiện tại, không truy tìm quá khứ và cũng không quan tâm nhiều đến tương lai. Nhưng trong đời sống hàng ngày thì con người luôn cần có những kế hoạch cho tương lai, đi học, đi làm, lập gia thất, sinh con đều là những kế hoạch của tương lai để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy thì cái ý về an trú trong hiện tại, không quan tâm tới tương lai trong Đạo Phật là gì? Xin Thầy giảng giải thêm ạ. Cảm ơn Thầy ạ. Sa thú. Những câu hỏi như thế rất là lợi ích cho đại chúng. Mà nói an trú là cách làm sao chứ không lẽ dục hết suy nghĩ đi sao? Không, mà suy nghĩ nó là một công cụ tuyệt vời nếu như mà mình ý thức được mình đang suy nghĩ. Mình bước ra khỏi cái suy nghĩ và mình đang sở hữu nó, chứ không phải nó sống cuộc sống của nó qua con người mình ngồi suy nghĩ hoài mà không biết làm gì. Thậm chí ngồi ngủ xuống cũng không cho phép mình ngủ, để cho cái suy nghĩ nó lầm bầm không mục đích trong này, hao tổn năng lượng, thậm chí đi vào giấc mơ vẫn còn nằm đã ú ớ. Như vậy mình biết cái vấn nạn của con người đó là không làm chủ được suy nghĩ. Cho nên Thế Tôn mới chế ra một cái loại thuốc là sống bây giờ và ở đấy, như là một loại thuốc để diệt cái bệnh vọng tưởng của mình. Như vậy nếu cảm thấy mình không có suy nghĩ thì thuốc đó khỏi cần, bởi vì bệnh không có thuốc gì. Còn cái ta ảo tưởng suy nghĩ của mình là nó đợi chờ, nó ngồi đây và nói là tôi chưa làm cái việc đó, tôi chưa đến cái nơi đó, tôi chưa đạt được cái công việc đó và cái số lương đó, chưa có một cái mẫu người thương như vậy thì tôi chưa có hạnh phúc. Tức là bắt đầu nó từ một cái sự chờ đợi nhỏ trong chuyến xe buýt, hoặc là đèn xanh đèn đỏ, hoặc là mua vé tàu, hoặc là chờ một người yêu ở công viên, cho đến cái chờ đợi lớn là trở nên một con người nào đó, lấy được cái bằng đó, xây được cái nhà, mua được cái xe đó, thì nó mới hạnh phúc. Nó thà chờ đợi để sống hơn là bắt đầu sống ngay lúc này cuộc đời nó. Và nó làm ngược lại là với bao nhiêu đau khổ quá khứ của nó, là nhân cách tội lỗi ngày xưa của nó tích lũy lại, những sai lầm, những cái được, cái mất của nó. Lúc nào nó ngồi xuống nó cũng nghĩ về cái đó như là sự sống của nó, chứ không phải ngồi đây và bây giờ. Nó không nghĩ là nó chết. Đúng là nó chết. Cái gì chết? Cái tự ngã ảo tưởng. Hãy cho nó chết đi rồi mình sống. Còn không thì mình chết. Khi mình chôn thì chôn cái xác thôi, chứ chết từ lâu rồi. Tức là khi mình ở đây, Thầy đang nói là Thầy biết Thầy đang nói. Mình biết những gì đang diễn ra ở đây và bây giờ trong và ngoài mình. Nhưng khi mà mình ngồi đây mình nói bây giờ, lát nữa nha, là chúng ta sẽ có thiền tọa và thiền hành và ăn cơm chiều và đi và thiền ca, rồi chúng ta về, rồi nói xong chúng ta quay về. Trong khi hoạch định tương lai, ta có biết ta đang làm việc đó không? Khi ta biết thì cái biết là hiện tại, còn cái tương lai là đối tượng mình hoạch định vẫn hiện tại như thường, chứ không phải chìm đắm vào trong cái hoạch định đó. Trời ơi, chưa đạt được cái này là ta không hạnh phúc. À, không phải vậy. Hiểu chỗ này không? Ta vẫn để năng lượng của mình hoạch định kế hoạch cho tương lai, nhưng trong khi làm việc đó, ta biết là ta đang làm việc đó. Và khi làm xong, ta bước về phút giây này và bắt đầu sống cho kế hoạch đó. Trong mỗi phút giây, không có sự thành công nào không đến từ hiện tại. Anh muốn tác động lên một cái gì đó thì cái đó phải ở đây anh mới tác động lên được. Anh không bao giờ có thể tác động lên những thứ không có ở đây. Ta không thể tác động lên những thứ chưa diễn ra. Ta không thể có một phương pháp, một cái hành động đúng đắn cho những gì không đang ở đây. Ta chỉ có thể làm được điều đó với những gì đang ở đây mà thôi. Lập ra, nhưng bước về và bắt đầu sống trong từng phút giây. Vậy cho nên Đức Phật nói ở trong kinh Nhất Dạ Hiền Giả như thế này nè. Ati tâm na anvatame. Đừng có theo đuổi quá khứ. Đức Phật nói đừng có theo đuổi quá khứ. Ati tâm na anvagame. Đức Phật nói tiếp là Napatikankhe anagatam. Tương lai chưa có đến.
Đây là bậc giác ngộ nói từ cái miệng của Ngài. Tại sao Ngài nói hai câu đó? Bởi vì Ngài biết là chúng sanh rơi vào những thứ đó. Quá khứ không còn nữa. Yada ti tâm na bahi tâm. Yada ti tâm bahi tâm nam. Quá khứ không còn nữa. Chỉ có cái gì? Đức Phật nói thêm là ba chục bàn năm cha yô đam ma tát tha vipassati. Chỉ có hiện tại là có thật. Ở đây là tuệ quán. Chỉ có phút giây này là ta có được. Toàn bộ cuộc đời của ta chỉ có phút giây này ta đang có được. Ngoài phút giây này ta chỉ có ảo tưởng trong suy nghĩ mà thôi. Bậc giác ngộ nói là ba chú ban năm cha yô đam mâm ta tha vi ba sa ti. Chỉ có hiện tại là có thật. Và tuệ quán chính là đây. Ta không thể biết, thấy và tác động lên những gì không đang ở đây. Đấy. Cho nên muốn mà có được kết quả tốt thì hành động phải tốt. Bây giờ ta lập ra kế hoạch mà ta bỏ, ta chìm đắm trong nó, thử kế hoạch đó thành công không? Không. Vì vậy thành công ở ngay trong hành động. Hành động bình an, kết quả tự động theo nguyên tắc tự nhiên của nó. Không cần mình bỏ tự ngã đợi chờ vào. Công việc nó không hút năng lượng mình. Mình tự động phóng năng lượng ra hy sinh cho nó. Cho nên làm một ngày 8 tiếng đồng hồ bằng tình thương. Sáng xách gói ra đi để tình thương làm việc. Tình yêu là một động từ mà. Mình làm việc là mình đang thương yêu đấy. Thương yêu mình và thương yêu người thương mình. Sau mà làm xong 8 tiếng đồng hồ, về rã rời mệt mỏi, mang cái mặt bề sẻ khổ đau về và vung vãi đau khổ ra ngoài, ai biểu mình? Như vậy là mình hy vọng vào tương lai, vào kết quả, đạt được một ngày, đạt được một tháng, để làm vui lòng người mình thương, vui lòng họ trong một món ăn của cả một ngày chuẩn bị thịnh soạn nhưng mà nấu trong đau khổ, người ta ăn nổi không? Làm một tháng để mà có một đống lương về dục trước mặt họ, thử chuyện gì xảy ra. Bởi vậy hành động của mình là đích thực tình thương ở trong đó rồi. Đừng đợi chờ cái kết quả của nó mới có thể hiến dâng lên cho người mình thương. Và thành công mà đạt được từ một cái gì bên ngoài kia là ngay lúc đó anh đã thất bại rồi. Bởi vì ngoài kia anh không thể kiểm soát được.